Hello, em ạ, chào mọi người. Lại quay trở lại với thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024. Em ạ, Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Lên video bán về các cái hàng nội địa Nhật trên toàn quốc. Xin mến chào tất cả các anh em đam mê. Và đồng thời là những anh em đang luôn có mặt đồng hành ủng hộ cùng kênh của em. Và thấp thoáng có những anh hồng rất chi là xinh gái cũng đang có mặt trên kênh. Thì theo thường lệ vào video thì kênh của em sẽ có một cái game show mini nhỏ nhỏ, và game show thì sẽ có quà để cho các bác nhà mình đam mê nghỉ trưa sau giờ làm việc mệt mỏi và buổi chiều vào để tương tác ủng hộ kênh cho em, và đồng thời may mắn thì trúng số và trúng quà để em gửi đi 0 đồng quà tặng để làm kỷ niệm lưu niệm giữa anh em chúng ta ở một nơi xa vì đam mê. Và trước mặt điện thoại của em đây là một cái bảng hiệu phát tài phát lộc, bao gồm số điện thoại quen thuộc là 0345 848 234, số để kết bạn Zalo nhận quà và thông tin về sản phẩm và mua hàng nhanh nhất. Và thông tin số tài khoản cũng giống như là tên em là Lê Gia Học. Và một tờ vé số mới em ghim ngày 23, tức là ngày hôm qua. Và một cái máy ảnh để các bác về làm kỷ niệm. Cái này sẽ không, khi mà các bác nhận được quà rồi sẽ không bán được, cũng không cho được. Và đồng thời để làm một kỷ niệm trưng bày cũng giống như là thích chụp thì chụp các bác nha. Đấy thì một tờ số mới của ngày hôm nay là một phần quà 0 đồng bằng máy ảnh và số điện thoại để liên lạc nếu mà bác nào đoán trúng. Thì em ghim ngày hôm qua em vừa chốt xong rồi, vẫn chưa trúng các bác nha. Này, em vừa chốt xong trước giờ qua em bây giờ luôn, chưa trúng. Thì các bác vẫn vào tiếp tục ủng hộ kênh và đi ngang qua kênh của em thì gặp em ở bất kỳ một nơi nào trang mạng thì cho em xin một nút đăng ký, một nút like và một chia sẻ thì càng tốt các bác. Và đoán quà chung cùng với em, nếu may mắn trúng số càng nhiều càng tốt thì em sẽ được 50% và các bác cũng được 50%, em sẽ chuyển khoản về cho các bác nha. Đấy thì phần quà thì em lên ngày hôm qua em đã soi về ngoại hình khá đẹp, thì bây giờ em thông báo về cái phần quà ngày hôm qua. Tức là cái phần quà 607 em có đăng lên màn hình trên hình ảnh này, là em có gửi về đây các bác. Đây là phần quà, là cái đài đẹp FM108. Con này là em gửi về cho anh Thắng ở Hưng Yên các bác nhá. Quê anh ở Hưng Yên. Và em có đăng lên hình ảnh ở trên YouTube. Thì những anh em mà hay theo dõi kênh cũng như báo vào là nhìn thấy rồi. Và những đơn hàng của ngày hôm qua đi của em cho anh em mọi miền. Thì cảm ơn tất cả các anh em luôn đồng hành ủng hộ cùng với em. Nói chung là như em thì ngày nào em cũng có đơn, 4, 5 đơn, 5, 6 đơn, 7, 8 đơn. Nói chung là như vậy, ngày nào em cũng có. Thì đó là chân thành em, bây giờ em chỉ thiếu một cái nguồn hàng, là có nghĩa là nguồn hàng tốt thôi. Tức là vừa đẹp, giá vừa tốt thôi, để phục vụ anh em tận tình chu đáo. Thì ngoài ra thì đơn thì cũng anh em thì cũng đã đang đồng hành ủng hộ theo dõi em rất là nhiều rồi. Cho nó về đơn thì ngày nào em cũng có, em không lo. Đấy cho nên là cũng cảm ơn chân tình các bác nha. Đấy thì đi vào video bán hàng ngày hôm nay thì em lại lên những cái sản phẩm nhỏ, tức là chỉ có về được nhiêu đây thôi, tương đương với lại một trăm ký về còn lại. Và những cái mặt hàng khác thì em cũng giao bớt cho anh em gần đây rồi, bữa hôm em lên video trễ gần đây để anh em về bán vọc vạch, có nghĩa là sau giờ làm việc về để kiếm thêm ở trên các trang mạng, ví dụ như là Facebook, Zalo, Chợ Tốt, mấy anh nó không có bán ở trên YouTube. Và những mặt hàng thì em đã giao đi, còn những cái ở lại thì em sẽ cày các bác nha. Đấy, và em để lại em cày, và hôm nay em lại lên tiếp tục này. Những bác nào mà hôm trước lấy những cặp loa, chiếc loa kia lẻ này thì hôm nay nó về về đủ cho em này, thì các bác vào lấy tiếp cho nó đúng đồng đôi nha. Em lên mã số 1 các bác. Mã số 1 hôm nay em lên một con của Audiocom này. Audiocom này thì bao gồm là một con táp đây các bác, FM full tần số, và một loa anten đầy đủ. Con này dài các bác này, thấy các bác nhá. Audiocom tức là hệ mới, phiên bản thử nghiệm đây các bác. Sử dụng điện 100V, nguồn bằng dây số 8 này em sẽ cấp cho các bác. Và sản xuất tại China, hàng xuất Nhật. Đây là anten rất là mới và quay sách. Chiều cao con này hơn 10 các bác nhá. Và chiều ngang là hơn 20, và chiều sâu là tầm 10. Mã số 1 các bác này. Tình trạng em đã test FM ok, táp thì
chạy nhưng mà không chưa bon lắm đâu các bác nha. Các bác về phải lau chùi lại về cái từ, cũng giống như có thể là phải thay dây con loa nếu các bác nào chơi tép. Con này thực tế ra quá đẹp các bác này. Đấy, 500k em bao ship các bác này, các bác không phải mất thêm một cái khoản phí gì nữa, em lo hết giúp em full đài Việt Nam các bác nhé. Rồi em sang mã số 2 này. Mã số 2 thì em lên hai món. Món thứ nhất ấy là cái đài này là thuộc vào nhà đài pin các bác nhá. FM 106, AM là 1600, anten đầy đủ đây các bác. Rất chi là thông dụng, FM nhiều để cho các bác nghe. Đây này, cầm tay. Đây các bác. Sai con này rất nhỏ nhá, em cầm vào tay này các bác biết rồi. Đấy, FM đây các bác. Sai bằng pin, em chưa test này, pin đằng sau đây các bác. Mình nguồn pin thôi. 150k em bao ship này. Con số 1. Con số 2 thì em lên một con mic của Pioneer các bác. Nguyên hộp nhưng mà nó bị rách à. Qua vận chuyển nó bị rách à. Con mic này thì dây dài tầm khoảng 10 mét các bác nhá. Dây này rất là xịn, rất dẻo của Pioneer, đầu 6 ly. Em đã test Anyo ok các bác này. Đấy, em test vào cái đầu tủ đàn này kìa. Tủ đài kìa, rất là ok. Đấy. Đây là chế độ chỉnh hú này. On này, đấy, đây là Pioneer. Con mic này thì trong này còn một cục pin. Đây các bác nhá. Đấy. 300k cái mic này các bác này. Dây dài khoảng 10 mét, dây rất chi là xịn, dây đi liền. Đây các bác. Mã số 2, 2 món các bác. Em lên mã số 3. Mã số 3 thì em lên một cái chiếc loa này. Rất chi là nhẹ các bác nhá. Đây nó có hở cái bát cái ấy ra này. Cái loa này là thuộc vào không có model gì cả, thuộc vào dòng loa chế rất chi là nhỏ đó các bác, cao hơn 10. Em cầm như thế này là các bác mừng tượng ra là tay em này. Tay em cũng bằng tay các bác thôi, nhỏ. Đấy, là có bát trong loa nhà đây, hơi hở cái đầu này. Và một bộ vi tính này. Đây là một bộ vi tính, có thể là cắm điện thoại vào là nghe luôn, không cần phải qua cái gì nữa cả. Để ở một nơi nhỏ nghe chất âm rất chi là nhỏ và hàng của Nhật rất chi là hay. Đây các bác. Sử dụng điện 100V. À. Đây qua vận chuyển thì chiếc này bị vỡ các bác nha. Ok, cái đầu này thì ok, volume rồi, nguồn đây, dây nguồn đây. Nói chung là em để vậy em bán về cho các bác cắm điện thoại này. Bác nào về vọc vạch, còn cái dây nguồn này cắt ra, nhiều người thấy cắt ra bán này thì cũng được hơn 10.000. Đây là nút nguồn này, đây là volume này, đây các bác. Rồi ba cái này các bác nha, các bác về vọc nha. 100k này em bao ship 3 cái này. Một bộ vi tính, một cái chiếc loa tự chế của Nhật. 300k 3 cái, tương đương với lại 35k một cái chưa tính tiền ship. Tức là bán cho nó vui, anh em giao lưu cho nó vui. Em lên mã số 4 này, mã số 4 thì em lên một con của Rurik này. Đây các bác nha, đây hai cái loa này, màng lõm này, nhỏ thôi các bác nha. Con này chiều cao 20 thôi. Đây, hậu nó đây các bác. Màu này là màu xám. Hôm trước em bán một con này màu đen. Đây ba bát đằng sau này còn một bát nữa đây các bác này. À, chiếc đằng sau này là về này nó bằng cao su các bác nha. Chiếc đằng sau này qua vận chuyển nó bị hơi cấn. Cái bát này nó hơi mục à. Nó hơi lủng các bác này. À. Đây các bác, và đầu là của nó là đây là đầu điện thoại. Cắm vào loa vi tính. Cổng này là cổng cắm vào chia ra hai loa. Đấy các bạn. Đấy, chia ra hai loa. Và con này là volume. Lấy nguồn vào con này xong rồi bắt qua con này. À, em chưa test được nhá. Mã số 4 này. Cái nào em test rồi thì em sẽ bảo em test rồi, cái nào em chưa test là em chưa test. 200k em bao ship các bạn ạ. Em lên mã số 5. Mã số 5 ngày hôm nay thì em lên hai con loa. Bác nào bữa lấy em con Sony này thì nay lấy nốt cho đồng bộ này. Ông anh ở Đồng Nai rồi. Ông anh ở Đồng Nai vào lấy nốt này, dòng 8 ôm 100W các bác nha. Sony V305 100W một chiếc. Em đã test ok. Gắn hẳn vào con âm ly 6.7 của em luôn. Đấy.
Batman bầu dục gắn hẳn vào con đâm ly 6.700 nghe luôn các bác, chất âm tuyệt vời. Và hôm bữa ông anh ở như Đồng Nai ông lấy thì ông cũng có khen con này, cũng có khen con Sony này đây các bác, đấy nguyên zin và nguyên bụi luôn, chưa lau luôn, tép xong là xong bầu dục này. Con này nhỏ thôi các bác nhá, tay em cầm đây, con này cao hơn 10 thôi, đấy, tay em cầm chỉ được một bộng tay này thôi, vuông của nó có 6.7 à, hậu sâu của nó hơn 10, e căng đầy đủ, lỗ thông hơn trước, chất âm 100W lận. Con này 180k em bao ship các bác này. Rồi bác ở ngoài Bình Thuận, anh Kiệt đâu? Đâu rồi? Đấy, vào xem video của em thì lấy nốt chiếc này nhá. Đấy, hàng của anh nó về đây một chiếc này, bữa anh lấy một chiếc rồi. Rất chi là đẹp, 40W, chở khoáng 6 ohm của Onkyo. Chiều cao hơn 10 đây các bác nhá. Ê căng đây. Anh Kiệt lấy chiếc này cho nó đủ đôi của anh Kiệt này, 200k em bao ship. Đây các bạn, mã số 521. Em lên mã số 6 các bạn. Mã số 6 em lên một con vi tính cảm hứng các bạn nhá. Đây là volume. Đây là volume to, đây bên này là volume nhỏ. Có loa ở trong này. Đấy, Aulix. Hình bầu dục. Nặng phết các bạn. Đây Aulix. Sử dụng là AUX vào này, cắm ngổ AUX này vào này là bằng đầu 3.5, và nguồn điện là lấy từ điện 100 qua cũng được mà lấy điện 220 qua cũng được nha. Em có cái đầu sạc 12V này 2A này em thử rồi, bằng cục sạc điện thoại bình thường thôi, sạc điện thoại đầu lớn đấy, em đã test ok này. Mã số 6 hát được, nghe trong phòng nhỏ các bạn, để ở xe hay bầu dục hay để ở nơi nào các bác thích. 300k em bao ship này. Lấy điện từ nguồn 220 vào cục 12V cũng được các bác nhé. Em lên mã số 7 này. Mã số 7 ngày hôm nay thì em lên hai món, hai con center. Một con center của Sony đây các bác. Em đã test ok. Con Sony này thì của CTB102. Chở khoáng 3 ohm. Malaysia sản xuất các bác này. Không biết là bao nhiêu watt. Con này thì bề ngang của nó là dài khoảng hơn 20 các bác nha. Này nhỏ này. Này nhỏ này. Con này 220k em bao ship các bác nha. 220k em bao ship này. Con số 1. Con số 2 này em lên một con loa của vi tính. Có sử dụng là như một con đốc luôn. Ở đằng sau này thì có AUX này. Có USB này. Nguồn này nguồn 5V nhé, chân này hơi bị tụt vào rồi các bác nhé, về xử lý giùm em. Đấy, hàng này giống như là của Westun, cái này hay này, hàng này là hàng hệ đời mới. Một là của China sản xuất xuất Mỹ, hai là xuất Nhật các bác nhé. Đây là volume, đây là các chế độ. Đấy, con này giống như hệ loa TV, size của nó dài là 20 này, 40 các bác nhé, gần 40, khoảng 38, màu đen. Em chưa test được con này. Cho nên là hôm nay em giao giá chưa test 180k em bao ship. Center này test rồi 220, này 180k em bao ship luôn. Em lên mã số 8 này. Ông anh ở dưới đam mê về âm thanh ở dưới miền Tây này, gần thành phố Hồ Chí Minh này, lấy nốt con này cho nó đủ bộ anh này. Đây các bác nha. Đây, con này đây dây jack đây, loa TV. Nguồn DC là 5V 1A. Đây các bạn. Vừa anh lấy con này rồi thì nay anh lấy nốt đi anh. Đấy, hơn size hơn 40, khoảng 43. Mã số 6 em chưa test được. À mã số 8, em xin lỗi các bác. 280k em bao ship này. Tất cả là bằng nhôm hết, cái này bằng nhôm các bạn này. Bằng kim loại. Em sang bên mã số 9. Mã số 9 em lên một con súp các bác này. Súp nó mà cái đầu này hơi hở các bác nha. Nhìn thấy cái bát luôn. Hơi hở súp này
của Sun 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 gì đây các bác ạ? À? Đây là Boven. Đây là volume. Đấy, nó hơi hở các bác nha. Đấy, em thanh lý luôn. Đấy, loa đây. Nguồn đây, nguồn bằng cục sạc điện thoại các bác nha. Đây là nguồn vào điện thoại. Lấy nhạc. Con này chiều cao hơn 20. Chiều ngang hơn 10 và chiều sâu phải 18 19. Hơi hở này về các bác gắn lại giùm em. Xử lý giùm em. 80k em bao chiếc con này. Em lên con số 2 của mã số 9 là một chiếc mồ côi loa Ken các bác nhá. Em đã test ok, đưa hẳn sang con âm ly 6.7 test luôn các bạn. China sản xuất, Ken 20W dòng 8 ohm. Đấy. Tất âm Ken hay này. Đấy, hai món 280 các bác nhá. Một súp một loa, con này 200, con này 80, các bác lấy con nào thì lấy. Em lên mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay thì em lên một con loa. Đây các bác, rất chi là chất lượng. Đây các bác, một bộ tay to. Loa này của Aiqua các bác nhá. Sử dụng điện 100V 20W. Em đã test ok của Japan sản xuất. Dòng Aiqua của B10. Đấy, có thể là làm loa treo quán cà phê. À, dây rất chỉ là ngắn, em đã bỏ vào con âm ly 176.7 của em test ok này. Chất âm rất chỉ là hay. 250 em bao chiếc các bạn ạ. Em lên mã số 11. Mã số 11 ngày hôm nay thì em lên một đôi loa. Đôi loa này chả thấy hiệu gì cả các bạn. Y căng nó sâu, chân nó hơi gãy này. Đấy, đây các bạn. Màu đen cao phết các bạn, bát lớn phết, hơn 20 23 chân y căng sâu. Loa này loa chế của Nhật đấy các bạn, của anh em bên Nhật sản xuất, kiểu là tư nhân. Đây các bạn, dây đây, dây jack này bằng đầu ông sen. Đấy, con này chất thật luôn các bạn này. Cao hơn 20, sâu hơn 10, ngang hơn 10 các bạn. Bát này bát 10 thôi, bằng giấy. Mã số 11, 250 em bao ship các bạn ạ. Bao ship toàn quốc luôn. Em sang bên mã số 12. Mã số 12 hôm bữa anh em nào lấy hai con giống như thế này thì hôm nay vào lấy nốt giùm em này. Một con Pioneer X180 này. Con này là con của con gì các bạn? Loa treo. Size con này là size hơn 20 các bác nha. Hình bầu bầu. Con này sử dụng ba quai, một chiếc loa phẻo, một chiếc chét và một chiếc trung. À, con này thì em test rồi. Bát không hát các bác nha. Hát có mình chét thôi. Con này này, em thanh lý này. 100k bác nào lấy về đo đạc lại hoặc là kiểm tra lại dây giùm em này. Ở bên trong là chất âm tuyệt vời luôn. Loa phẻo các bác, dạng loa phẻo. Con này thì cũng là loa phẻo luôn các bác này, phẻo lớn luôn. Đây các bác nhìn phẻo này, phẻo lớn luôn, Pioneer. Em đã test lấy cái em ly 6.7 của em test luôn rồi. Chất âm hay nè, Japan sản xuất này, chữ vàng. Size của con này hơn 20, 30. Đấy. Con này thì 290k em bao ship này. Con này 120, con này là 390. Em bao ship hết luôn, các bác lấy hết luôn này về làm một đôi. Hơi lọc cạch tí, nhưng mà đều là loa phẻo bao quay cả. Còn bác nào lấy rồi của em trước rồi thì lấy xem video lấy nút này cho nó đủ đôi nhá. Em sang bên mã số 13. Mã số 13 em lên một con này là dạng đài hay là con gì các bác? Pioneer. Nó có loa ở đây luôn này, yêu căng khó gỡ quá, hai bên loa này. Con này rất chỉ là nặng ký mà to luôn. 40 luôn các bạn. Đấy, đây là dây nguồn này. Đây là anten này mà không có thế chỗ nào là chỗ lấy của Malaysia sản xuất.
không có chỗ nào là thấy lấy tín hiệu vào cả của AUX cả. Con này là đài các bác, đốc cũng không thấy, không có chỗ nào lấy tín hiệu vào AUX cả. Đấy, nguồn bật thì lên mà dò FM thì không chạy. Đấy, chỉnh mấy cái nút này các bác này, sang tuner này, auto là hết, sang tuner là không được, không biết là nó dùng khỉn hay là như thế nào. Nặng vậy, khoảng con này 4-5 kg các bác nha. Rồi em thanh lý luôn này, 300k em bao ship các bác này. Các bác về kiểm tra giùm em, nguồn lên ok, nút đổ chỉ nằm ở auto này thôi, em chỉnh sang tuner để em dò sóng, em kéo anten lên không được các bác nha. Nguồn vào bình thường, dây nguồn này các bác này. Hàng Nhật zin điện 100, size con này là size 40 các bác, rất là nặng. 300k em thanh lý này, bao ship này, các bác về vọc giùm em. Em lên mã số 14 là hai con center các bác. Thứ nhất là một con Sony này. Sony này thì em đã test ok. Vỏ của nó giống như kiểu bằng nhôm ấy các bác. Không phải bằng nhôm, bằng nhựa, nhưng mà nhựa đây bát thôi các bác. Hai bát một chiếc, hai lỗ thông hơi. Size con này nhỏ thôi các bác nhá. 26 và để như thế này. Đấy. Đây là đôi dây căng. Rồi con center này là Sony CT550 50W các bác, margin của Korea sản xuất, chìa khóa là 6 ohm. Đấy, center đây các bác nha, sử dụng hai bát hai lỗ thông hơi một chiếc ở giữa. Chiều cao, chiều dài của nó là hơn 20 và chiều cao là ngắn thôi các bác nha. 300k em bao ship các bác này. Con center thứ hai là con của Yamaha các bác này. Con này Yamaha thì hiện tại đang là chất lượng là hơn 40. Chiều sâu của hơn 10, chiều cao của nó khoảng 10. Sử dụng 3 con bát các bác nha. Em có xoay rồi. Cái căng này chân nó hơi sâu. Em cậy em sợ vỡ cái miếng này nhưng mà em không cậy. Em đã xoay đèn, em xoay qua và em đã test. Em lấy đèn pin điện thoại em xoay qua. Yamaha S1000 chìa khóa 6 ohm. Không thấy để công suất các bác nha. China sản xuất. Hơn 40. 600k em bao ship các bác này. Yamaha. Mã số 14 2 món. Em lên mã số 15. Mã số 15 ngày hôm nay thì em lên một cái bộ này của Sony này. Đây là bao gồm là hai con loa. Mình cái đầu này không thì nó rơi vào là 40 và hai con loa qua vận chuyển thì loa bị đây các bác nha. Không biết có đúng bộ hay không. Đây bị một cái góc này. Đây các bác, e căng đây, loa đây. Nhỏ thôi. Đấy, để đứng như thế này. Và đây lòi luôn cả cái củ to đùng luôn các bác này. Bé thôi nhưng mà cái củ to ghê. Từ này là từ gì các bác? Nó còn có cả giống như cái nỏ đằng sau luôn. Đây các bác. Và cái này là Boven. Đây các bác nha. Đấy, em đã test là lên nguồn ok này. Và cái này này, hai dây loa đang còn nguyên ở đây các bác nha. Để cắm vào hai cái đầu của loa kia bên này cũng vậy. Xanh. Sụp rao này. Sụp rao này, hai cái loa sụp rao, tức là hệ này là hệ 2.1. Đây đầu này có thể là đầu điện thoại các bác này. Chưa thấy điện thoại vào, chỉ có mình cái đầu này thôi. Bằng một cái lỗ chân kim tròn tròn này này. Các bác phải chế thôi, điện 100V. 20W, đấy là một của Korea sản xuất. Con này chỉ có một cái cổng này và hai cổng loa thôi các bác nha. Và dây nguồn thì dây nguồn liền để 100 rồi. Đấy nó như vậy. Em chưa lấy nhạc ra cho nó hát được, nguồn đã ok. Bộ này 350 em bao trước các bác này. Đấy có bể vỡ chứ qua vận chuyển. Các bác về Tân Trang lại hàn lại giùm em. Một bộ Sony rất chi là ok, 350 này. Các bác về lấy nguồn nhạc vào giùm em này. Hai con này là phải dùng khỉn được các bác nha. Bởi vì có mỗi mình nút nguồn không à. Dây loa là ra là có. Đấy, các bác về nói chung là về ngâm cứu giùm em. À mã số 16. Mã số 16 thì một con Yamaha các bác. Đấy, con này rất chi là đẹp các bác nha. Mà hơi sai hơn 40. DVR 1000.
Đây là về USB các bác này. Góc bên này là trái là USB. Đây, cổng này là mấy cổng của phono, mấy cổng của lái tín hiệu. Đây các bác. Đây, hệ này là hệ 5.1 này. Optical làm giải mã này. Cổng nguồn cho dây số 8 này. Aux in này. Layout này và các dây loa này, con này của 3.1. HDMI này. À, video này. PC này, máy tính này, đây các bác. Nặng và gấu. À, con này hiện trạng là đang bị bật nguồn lên các bác nhá. Lên chữ điện ở đây Yamaha to ở góc này. À, nhưng mà volume chỉ như ok. Input không nhảy được các bác nhá. Nên cứ nằm ở analog thôi. Đấy. Và các bác về thiết kế qua loa. Chắc là hai cổng này là hai cổng loa các bác này. Rồi thêm 3.1 này nữa này, cổng bông sen này. Tóm lại là em chưa test được con này. Mới cắm nguồn vào thôi. Nguồn số 8 cắm nguồn vào. Bị tình trạng là lên nguồn bình thường, volume chạy ok, input không nhảy các bác nhá. Đây CD này, CD không biết là nằm ở những góc nào. Đây các bác này, CD nằm ở góc này này, đây này, CD hit này. Đấy, góc này. Đấy, chức năng CD AUX này. 5.1. 350 các bác. Em bao ship luôn nhá. Em lên một con Yamaha KS15 các bác này, hàng rất chi là độc và ít gặp ở trên thị trường. Con này thì size của nó hơn 40 các bác. Đây là e căng. À, size của nó hơn 20, em xin lỗi các bác, 30 gì đó. Đấy. Sử dụng một đôi bát mà bằng màu giấy hình dạng như thế này luôn. Input 1 này, vào này. Hôm qua em bật nguồn lên, em lấy cái mic của Pioneer kia em alo anho vào đây và ra loa luôn các bác nhá. Input 2 này, layout 3 này, làm cổng ra 3 cổng vào. Đây là volume, đây là Bowen. Em lấy micro em bằng cái đầu 6V này em thử vào là ok luôn. Giống như kiểu dạng hát karaoke. Đây các bác. 18-100. Đây dây nguồn lên các bác nha. Loa lên công suất. Đấy. Ê căng đây. Một chiếc loa lên công suất của Yamaha. À, có đề chữ Yamaha to đùng ở trên nóc này luôn. Và đây luôn. 450 mã số 17 em bao ship các bác này. Rất chi là nặng. Lên công suất. Em lên mã số 18, em lên một cái đầu ken các bác nhá. Đầu ken này thì sử dụng CD rồi các nút ở dưới này. Đây các bác này, các chế độ ăn chơi ở dưới này. Bao gồm audio in này, USB này, sub round này, bass này, sub bass này. Đấy. Cổng này thì cổng nguồn bằng USB cũng được các bác nhá. Lấy mấy loại nguồn thôi, đằng sau là AUX này, cổng sub này nguồn này. Và đằng trước cũng có nguồn luôn. À. Nguồn bằng đầu để sạc điện thoại là ok các bác nhá. Đây các bác, nguồn 5V này. Rồi mình cái đầu không, tình trạng là chưa có nguồn để test. 150k em bao ship luôn này. Màu trắng con này chất âm rất hay các bác. Và kết thúc video ngày hôm nay là 18 món. Sập sẻ, em xin cảm ơn tất cả các anh em một lần nữa. Chúc anh em luôn may mắn, mạnh khỏe, bình an nha. Em xin kết thúc video đây ạ. Hẹn gặp lại các bác ngày mai.